Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cọ nhá. Thì hôm nay là anh em ạ. Hôm nay tình hình là Hà Nội hai tuần nay mưa quá. Thành ra là hôm nay mới được có ngày tạnh mưa nha. Tạnh mưa cái là dắt xe lên đường thôi anh em ạ. Bây giờ đang là khoảng khá muộn anh em ạ, khoảng gần 11 giờ kém. Thì hôm nay mình sẽ có kèo gọi là đi dạo phố nhá, với cả đi lượn chụp ảnh sống ảo anh em nhá. Với cả một anh ZMR xanh, ông anh ông nọ mà chạy cùng cà phê ấy. Đấy. Hôm nay anh em sẽ hẹn nhau đi gọi là đi lượn lờ rồi sẽ đi chụp ảnh sống ảo anh em ạ. Thì Hà Nội dạo này mưa quá anh em ạ. Em mà ở Hà Nội thì biết mưa tầm tã 2 tuần nay rồi. Đấy, từ cái đợt đấy xong mình không chạy xe được đâu cả. Buồn lắm anh em ạ. Đây thì giờ tạnh mưa cả anh em xúc xe lên đường luôn nhá anh em nhá. Thì trước khi lên đường anh em cho mình sẽ ít giây nhá anh em nhá. Ok, thì trước khi lên đường anh em cho mình ít giây, mình nói về con game anh em nhá. Đây là con game rất hot hiện nay này. Đây là con game Kwin 68 anh em nhá. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhá cho anh em làm tham khảo nhá. Thì đây anh em đăng nhập ở đây nhá, số điện thoại này. Anh em đăng nhập bằng điện thoại đây nhá. Ok, anh em giờ mình sẽ vào nick mình nhá. Thì đây là giao diện chính của game này anh em ạ. Em trông đẹp không? Rất đẹp đúng không? Anh em có thể rất nhiều cách nhận tiền anh em ạ. Đây anh em liên kết để nhận tiền nhá. Chia sẻ nhận tiền này, khảo sát này, phòng quay đại lý này. Thì mình sẽ giới thiệu anh em cách nạp tiền anh em nhá. Đây anh em ấn vào số cộng bên này nhá. Ok, thì đây là cách nạp tiền anh em ạ. Anh em này có rất nhiều cách nạp tiền này, nạp tiền trong 2 phút được có tiền luôn anh em ạ. Đấy, anh em này rất nhiều cách nạp tiền nhá. Mobile Bay, Zalo Bay này, Viettel Bay này, QR Banking này. Ok, thì anh em nhớ, rất là nhiều game hot đúng không? Rất là nhiều game gọi là đẹp luôn. Anh em nhìn giao diện nó cũng chất lượng à, được vì hiểu độ uy tín nó thôi anh em nhỉ. Đấy, thì ok, giờ uy tín này anh em sẽ chơi thử một game anh em nhá. Mình sẽ chơi thử một game Long Hổ. Thì anh em mình chơi kiểu thử cho anh em biết nhá. Ok. Ok, thì đây là tác chính của game Long Hổ anh em nhá. Rồi mình sẽ cược khoảng 300.000 vào long đi. Đấy, to ăn anh em ạ, rất đơn giản thôi. Thì anh em đừng ăn dày nhá, ăn một hai ván anh em ra thôi. Đấy, anh em này kiếm dễ dàng 100.000-200.000 bình thường mỗi ngày luôn. Ok đấy, quý 6 quý ăn rồi. Đấy, long ăn rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi anh em nhá. Đây, giờ mình sẽ thoát ra nhá. Mình sẽ thoát ra, mình chỉ cho anh em cái này. Thì mình vừa thoát ra xong thì đây anh em nhá, góc trái màn hình này anh em này. Có chút đổi tiền anh em này. Anh em vào đây, sẽ ra một giao diện như này. Thì anh em chỉ cần liên kết tài khoản ngân hàng của mình vào đây và rút tiền 2 phút là có tiền anh em ạ. Đấy, vào đây anh em nhìn rồi, có thể thấy mình đã liên kết một số tài khoản ngân hàng mình vào đây đúng không? Đấy, mà cần tiền là rút tiền là phát là xong các anh em ạ. Rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Nói chung là anh em nhìn con game thì đủ hiểu uy tín nó rồi. Đấy, anh em nào hứng thú thì mình sẽ để ghi để phần mình mô tả và ghi vào phần bình luận anh em nhá. Ok, cần giờ anh em mình đi lượn nào. Rồi mình sẽ đi ra nhà anh Vũ nhá. Anh dài đi rất ZMR xanh. Nhà chán giờ rồi, vít sướng thật. Bây giờ đang tầm khoảng 9:30 anh em ạ. Thành ra là đường phố Hà Nội nó vẫn gọi là khá là đông, không thông thả như ngày đêm đêm được. Đây rồi. Ông em tui chui tận trong máy thì bố ai tìm được. Thế nhỉ? Rồi lên lịch trình như nào đây? Hả? Máy trưởng tòa 789. Con tòa con không có đèn. Tìm mai loài con mắt tao không thấy. Đi đâu đây xem? Lượn lượn đâu? Nghe lượn đâu giờ? Lượn đoạn nào ra uống nước rồi nhỉ? Đoạn nào ra uống nước? Ồ, ok. Đi nào, anh em quyết định là đi lượn tí rồi sẽ lên chụp nhá. Đi xếp ơi. Đây. Lên thế nhở. Ôi phải thế chứ.
Phê quá mấy bạn, bạn hiểu cảm giác kiểu mình được gọi là kìm nén là 2 tuần rồi mình được lên xả đấy cảm giác kiểu 2 tuần rồi các bạn, bây giờ thằng nghĩ không ấy đấy kiểu nó khoái với trường kiểu là giác kiểu kiểu nó phấn khích với trường ấy. Kiểu phê với trường à. Các anh ngoài đi đi làm nhiệm vụ bây giờ chắc cái động mà tranh thủ ra Hồ Tây để chân lượn phải lượn tranh thủ con gái luôn. Ủa đây lạnh này mà đông nhở, thế các bạn luôn lo lắm rồi không lên Hồ Tây đấy. Ủa còn có ghế ngồi ngoài này. Ủa ôi gọi là lắm rồi không lên đấy. Đông chưa? Ấy, rồi giờ 15 đi đi lượn không thể mũ. Lạ thật. Ôi 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 ôi. What the hell? Quay đầu, quay đầu. Quay đầu rồi. Quay đầu, quay đầu, quay đầu, quay đầu là bờ. Riêng tầm này là quay đầu là bờ ấy kia nữa. Không thể chơi được với nhóm đông người. Ủa ơi, xinh thế. Anh em vừa uống nước xong, giờ anh em mình sẽ gọi là lên Nhật Tân nhá. Nhật Tân sống ảo tí, rồi về thôi. Đấy, lượn phố thế là quá tuyệt vời rồi. Trở về nhá. Chả bình tĩnh thì sao. Hôm nay hai con rồng gọi là cũng có người. Không hẳn là buồn buồn như ngày trước. Lắm rồi mình lên hai con rồng rồi anh em. Thề các bạn luôn lắm rồi mình lên hai con rồng à. Ok thì anh em đi nhá. Ôi dồi ôi. Cái gì được gái phải ối dồi ngay. Thực tế là vẫn hay hơn nó gọi là hơi mưa bé anh em nhá. Hơi mưa bé một tí. Tất nào xe báo sáng này hỏng rồi anh em đẹp không. Phê quá anh em, Nhật Tân mày đẹp không. Nhật Tân bây giờ cái cầu là thật, cái màu của nó có cái màu ấy. Đây đây luôn anh em ạ, sống ảo đấy luôn, như cái gì nữa.
xuống hẳn luôn này, mình đi ra bên kia cơ nhưng mà thôi chúng ơi. Anh em đừng ơi là tí ảnh luôn, anh ọt luôn cho nó máu. Ôi giời ơi. Ôi nhà Tân ghê quá. Trời, ai đứng ơi, đứng ơi, làm quả sống ảo đúng không? Đấy, đèn đèn hợp lý không? Hợp lý không? Đấy. Đấy, Tân CP hôm nay. Bình thường nhá, anh em mà đây ra lên nhà Tân vào mùa hè ấy, sẽ có kiểu anh em PKL vít. Nói chung là anh em phải lên đây mùa hè nó mới gọi là sống động anh em ạ. Mùa đông này nó hơi lạnh. Anh em ở miền Bắc là thích chạy mùa hè hơn là mùa đông nhá. Miền Bắc là mùa đông cả là rú nhà luôn. A few moments later. Cái hình là không ổn đấy anh em ạ. Đấy, giờ mưa quá này, ướt cả đường này. Anh em phải di chuyển thôi. Ấy. Anh em phải di chuyển đấy nhá, mưa quá rồi. Đi nào anh ơi. Ôi mưa quá anh em ơi. Ướt cả đường này. Đây gọi là buồn quá anh em ạ. Chẳng phải khi đi mà lại mưa. Em thấy không? Hà Nội chán thật đấy. Chán đời. Ui giời, nguy hiểm. Chẳng phải đi được đồ đi chơi mà mưa này, buồn thật. Mưa nặng hạt hơn anh em ạ. Chán đời lắm. Mấy nghe chắc vừa đi phượt về ra rồi. Ôi mưa này anh em về nhà ngủ tiếp thôi. Mưa hết lạnh luôn anh em ạ, sợ thật. Có mưa phát nó lạnh luôn. Lạnh rồi. Đấy, thế là rồi anh em lại lo cóc với anh em mình về nhà. Về nhà để ngủ thôi. Ai có vợ ôm vợ thôi. Ai chưa có thì ngồi thường một mình nhá. Đấy, hôm nay không về rồi anh em ạ. Hà Nội em bịp thật đấy. Ê, đi lên nhà Tân thì mưa sấm mặt. Đi về đây thì không mưa. Ơ kìa. Lạ thật. Ôi anh em, có lẽ mình chuẩn bị về thôi. Có lẽ mình phải đi về thôi anh em ơi. Anh em nhớ đưa quên lo và sắp lo cho mình nhá. Ủa kênh mình nhá. Sắp tới sẽ mình đã bảo anh em là mình hứa anh em rồi mà. Sẽ đảm bảo rất nhiều video hay hơn cho anh em xem. Đảm bảo luôn, thề. Anh em phải tin mình. Anh em nhớ phải like và subscribe nhá. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Còn giờ còn đi về đây anh em ơi. Muộn lắm rồi, trời lạnh nữa. Về thôi, mưa rồi. Về nhá, bye bye anh em. Này gặp anh em ở video sau nhá. Bye bye.